truy nã một người việt đâm người việt ở trung tâm ê đen của người việt một người chết hai thiếu niên bị thương trong vụ nổ súng ở california nhân viên nhà tù gốc châu á bị bắt với cáo buộc buôn bán đồ trái phép cho tù nhân giả làm nhân viên amazon delivery rút súng cướp nhân viên tiệm neo tìm kiếm người đàn ông mất tích có nguy cơ rủi ro cao kính chào quý vị đã đến với người Việt Hoa Kỳ Daily News vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày, giờ New York. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong ngày. Truy nã một người Việt đâm người Việt ở trung tâm Eden của người Việt. Virginia. Cảnh sát thành phố Phong Chất đã công bố lệnh bắt giữ hôm thứ Tư trong vụ đâm một người bị thương tại trung tâm Eden Center vào ngày 5 tháng Giêng. Giang viên Nguyễn. 44 tuổi, Bị truy nã vì tội đâm người trong khu mua sắm trong nhà của Eden Center tại 6795 Wilson Boulevard. Cảnh sát tin rằng nghi phạm là cư dân của Maryland. Cảnh sát đã phản hồi cho cuộc gọi về vụ một người bị đâm vào khoảng 11 giờ 50 phút sáng. Nạn nhân có ý định giúp can ngăn hai người đang cự cãi và đã được đưa đến bệnh viện. Tình trạng của nạn nhân không được biết ngay lập tức. Người thứ hai xuất hiện trong các bức ảnh giám sát được cảnh sát chia sẻ trước đó không phải là nghi phạm bất kỳ ai có thông tin xác định vị trí của nghi phạm Giang Vi Nguyễn hoặc thông tin về vụ đâm, có thể liên hệ với thám tử Gandion Court theo số 703 248 5284. Thiếu nữ châu Á bị thương trong vụ nổ súng ở San Diego, California. Một thanh niên thiệt mạng và hai thiếu niên, thiếu nữ bị thương trong một vụ nổ súng ở khu phố Lincoln Park của San Diego vào sáng sớm thứ ba. Cảnh sát đã được gọi đến dãy nhà 4700 trên phố Nogang chỉ sau 2 giờ 30 phút sáng sau khi có báo cáo về tiếng súng. Cảnh sát đã đến khu phố và tìm thấy một nam thanh niên 20 tuổi với nhiều vết thương do đạn bắn vào ngực trong gara của một ngôi nhà. Bất chấp các biện pháp cứu sống, nạn nhân đã chết tại hiện trường. Một thiếu nữ châu Á 16 tuổi bị trúng đạn vào tay và bụng, còn một nam thiếu niên 17 tuổi bị bắn vào chân. Hai thiếu niên này đã được tìm thấy cùng với nạn nhân 20 tuổi trong nhà để xe và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng trong một thông cáo báo chí cảnh sát cho biết tại thời điểm này thông tin rất hạn chế nhưng có vẻ như có một số loại mối quan hệ giữa nghi phạm và các nạn nhân trong vụ việc này tuy nhiên bản chất chính xác của mối quan hệ đó vẫn chưa được xác định hoặc xác nhận vào thời điểm này những gì được biết là một năm nghi phạm đơn độc mặc quần áo tối màu được nhìn thấy đang chạy khỏi địa điểm xảy ra vụ nổ súng không có thông tin về chiếc xe khả nghi vào thời điểm này các thám tử của đơn vị sát nhân đang điều tra vụ việc. Các quan chức cho biết các thám tử đang tìm kiếm bất kỳ cảnh quay video giám sát nào có thể và phỏng vấn các nhân chứng. Bất kỳ ai có thông tin về vụ án xin vui lòng gọi cho đơn vị sát nhân theo số 619-531-2293 hoặc Ram Stopper theo số 888-580-8477. Nhân viên nhà tù gốc châu Á bị bắt với cáo buộc buôn bán đồ trái phép cho tù nhân. Texas, Bộ Tư pháp hình sự Texas cho biết vào ngày 9 tháng 1, một nhân viên tại đơn vị Luther đã bị bắt sau khi mang đồ lậu vào cơ sở này. Cảnh sát cho biết Benson Lu thừa nhận đã mang theo 8 gói thuốc lá Lucky Strike và có thêm các mặt hàng lậu trong xe của anh ta, bao gồm hai điện thoại di động Motorola, hai hộp thuốc lá Newport và hai gói thuốc lá Lucky Strike nữa. Vụ bắt giữ diễn ra chưa đầy một tháng sau khi các quan chức nhà tù tìm thấy một kho ma túy và điện thoại gần khu nhà tù ở Navasota. Không rõ liệu hai vụ việc có liên quan với nhau hay không. Trước đó bộ tư pháp hình sự Texas đang điều tra một chiếc túi được tìm thấy gần đơn vị Luther ở Navasota có chứa điện thoại di động, thuốc lá và chất gây nghiện. Khám phá được thực hiện vào ngày 19 tháng 12. Cảnh sát cho biết không rõ ai đã tìm thấy nhưng những món hàng lậu này nằm ở một cái ao phía sau trại giam. Chiếc túi chứa khoảng 8,6 ounce chất K2 và 20 điện thoại thông minh và bộ sạc điện thoại. Đơn vị Luther là một nhà tù an ninh trung bình dành cho các tù nhân nam cách Navasota 10 dặm về phía tây nam ngoài hai quay sáu trên FM2 ở quận Grand. Giả làm nhân viên Amazon Delivery rút súng cướp nhân viên tiệm nail. New York. Một chiếc túi nhỏ đựng 15.000 đô la tiền mặt bên trong đã bị một tên cướp có vũ trang cướp lấy từ một nhân viên tiệm làm móng ở Inwood vào tối thứ ba. Tên cướp này đã giả vờ làm việc cho Amazon. Cảnh sát cho biết người đàn ông đã mặc một chiếc áo vest Amazon Prime Delivery khi bước vào cửa của Ani Spa. 207 trên phố 207 giữa đại lộ Broadway và Vermuia vào khoảng 8 giờ 20 phút tối. Người đàn ông nói rằng ông ta có một gói hàng, nhưng người phụ nữ 41 tuổi làm việc trong tiệm nói rằng họ đã đóng cửa. Người đàn ông này sau đó rút súng, lách qua cánh cửa khóa và đẩy nhân viên vào phòng sau của tiệm. Tên cướp đã đòi tiền mặt và giật lấy chiếc túi đeo hông của nạn nhân. Cảnh sát cho biết đó là một chiếc túi đeo tay có giá trị vì nó chứa khoảng 15.000 đô la tiền mặt và nhiều thẻ tín dụng. Tên cướp sau đó rời khỏi tiệm, nhảy lên một chiếc xe xe đàn màu đen bên ngoài và lái xe về hướng Tây trên phố 207. Người phụ nữ không bị thương, cảnh sát cho biết. Không có mô tả chi tiết về nghi phạm. Tìm kiếm người đàn ông châu Á mất tích có nguy cơ rủi ro cao. Nevada. Cảnh sát thành phố Las Vegas đang yêu cầu giúp đỡ trong việc xác định vị trí một người đàn ông 46 tuổi bị mất tích có nguy cơ rủi ro cao. Matthew Kemper được nhìn thấy lần cuối vào ngày 5 tháng 1 khoảng 10 giờ 53 phút sáng gần khu phố 11.000 của Charleston Boulevard. Ông ta đang lái chiếc xe bán tải Chevrolet Colorado 2018 màu xám với biển số Utah G325FZ. Ông Kemper được mô tả là một người đàn ông châu Á, cao 5 feet 6 inch, nặng 130 pound, tóc hoa râm và mắt nâu. Ông Kemper có thể đang đau khổ về tình cảm nghiêm trọng và cần được hỗ trợ y tế. Bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của ông Kemper đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát theo số 702-828-3111, chi tiết về những người mất tích trong giờ làm việc, theo số 702-828-2907. Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt Hoa Kỳ Daily News đến đây là kết thúc. Quý vị hãy để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống để mọi người cùng biết. Hãy nhanh tay bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được tin mới nhất về cuộc sống của người Việt ở Mỹ. Chương trình sẽ được phát vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày, giờ New York chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an